Rồi, chào các bạn đến với kênh Anh Thợ Da Chai nha các bạn. Thì hôm nay thì mình hàng mới về đó các bạn. Thì kìm cộng lực mới về. Thì hôm gài thì mình hôm nay mình rảnh mình chia sẻ anh em. Thì anh em nào có mua hàng thì đây tới Tết thì mình sẽ khuyến mãi nha. Thì bên đây mình bán linh kiện đồ điện quạt, nồi cơm điện, bếp ga thì các cái. Đó, thì anh em nào mua thì vô ủng hộ mình ha. Thì mặt hàng nào cũng có nha anh em. Thì nói chung ra ở đây mình quay đơn giản vài món hàng thôi chứ mình không có tung xuống hết mình quay. Thì anh em nào mua những cái đợt hàng mà mình đã có quay rồi á thì mình quay cái nào thì anh em coi trên clip mình có bán nha. Với hôm nay mình hôm gài mình có làm thêm một ít điều tóc á để mình bán. Thì anh em nào có nhu cầu thì sử dụng mua xài hết anh em. Thì ở đây mình có điều tóc 220 và 110. Thì 110 3.000W, 220 3.000W và bộ điều tóc đó là 220 1.000W. Nó tới 1.500W là nghe anh em, tại mình nói 1.000W thôi chứ nó thật sự ra nó 1.500W. Cái này xài cho động cơ chổi than như là máy mài cầm tay, máy khoan rồi ha. Thì anh em nào có nhu cầu thì xài. Thì đầu tiên là kìm cộng lực nha anh em. Kìm cộng lực là cây này. Thì hàng ở bên đây thì mình bảo đảm cho anh em xài nha. Kìm thì kìm Nhật nha anh em. Một cây là 120 ngàn kìm cộng lực. Còn kéo cộng lực là mình bị kẹt rồi không có về được. Đó. Thì cắt những cái thứ gì đó anh em cứ cắt thoải mái ha. Đây, đây là những cộng dây đồng bự nè anh em. Đó. Rất là nhẹ nha anh em. Đó. Đừng nói chi cộng sắt nha. Đó. Nó bằng cái này, nó bằng cái câm xe đạp luôn anh em. Đó. Thấy không? Một cây 120 ngàn nha anh em. Còn bên đây là đầu khè trắng, đầu khè ga. Một cái như vậy là 101 ngàn nha anh em. Có IC đồ đầy đủ nha. Đó, đầu khè ga. Còn đầu khè thao của mình cũng vẫn có luôn nha, 70 nha anh em. Đầu khè thao này giá 70 nha, còn nhiều lắm nha anh em. Anh em nào có mua liên hệ mình. Còn bên đây thì vít hộp Cabuxi. Đâu rồi, để đâu rồi. Nó nhiều lắm anh em muốn mua bao nhiêu cũng có nha. Nói chung ra cái hàng vít hộp Cabuxi á, là 80 ngàn hộp á, thì anh em mua bao nhiêu cũng có nha. Còn cái này là cái kìm tuốt dây. Kéo tuốt dây nha, kéo tuốt dây là 90 ngàn. Đó, còn kìm tuốt dây anh em muốn mua kìm tuốt dây thì cũng 90 ngàn luôn nha anh em. Đó, kìm tuốt dây này là 90 ngàn. Kéo tuốt dây là 90 ngàn, kìm tuốt dây 90 ngàn. Còn dây nồi cơm này thì một cộng 30 ngàn anh em. Dây nồi cơm 3 chấu nha. Đây, 3 chấu ghim. Chui ghim 3 chấu ha. Thông dụng xài tất cả các món đồ nha. Chứ không phải là riêng nồi cơm không nghe. Nồi áp suất, nồi cơm điện, nồi máy vi tính đồ được chưa nha. Một dây gì 1m8 đó. Thì một cộng là 30 ngàn. Anh em lấy bao nhiêu cũng có nha. Ở đây mình quảng cáo đồ thì anh em muốn mua bao nhiêu cũng có nha. Có đầy đủ hết nha. Kèm tuốt dây, kéo tuốt dây, kéo tuốt dây màu xanh cũng một thứ một cũng giá 90. Còn bên đây là dây 5 màu, dây gột 5 màu, dây quạt, dây cuộn điện ha. Là dây gột 5 màu này là 1 mét nó giá 20 ngàn anh em. 20 ngàn 1 mét. Đó. Còn bên đây là ổ đơn bếp ga lớn nha. Đó, một cái bếp vậy là anh em phải xài hai cái ổ. Đó, anh em mặc lâu ngày mà nó không có cháy á. Chứ nó nghẹt ra này nọ, anh em mua cái ổ này vậy anh em tự thay vô ha. Cái ổ mình cho một miếng con ổ nha, mình tặng cho anh em một miếng con ổ, một cái ổ gì giá 50 ngàn đó. Còn dây 3 mét đó, dây 3 mét tốt này là cộng 32 ngàn nha anh em. Đó, dây 3 mét tốt cộng 32 ngàn đó. Còn IC bếp ga mini này là một chục giá 80 nha anh em. IC dây dài nha, IC đánh lửa bếp ga mini. Còn bên đây là điếu bếp ga mini xịn nha anh em. Đây là mình cũng sắp gói cho khách nha anh em. Thì điếu bếp ga mini gin đó, một điếu như vậy là giá 28 ngàn. Điếu gin theo bếp luôn, 28 ngàn điếu nha anh em. Anh em nhanh tay mua nha, để Tết có sửa sang rồi cho khách ha. Thì mình báo giá với anh em á, kể từ mình đăng clip lên, từ ngày mình đăng clip lên nha, đây tới Tết, đây tới Tết, qua Tết thì mình không có bao nữa nha anh em. Thì đây tới Tết đó, thì mình anh em nào mua đơn hàng từ giá 300 ngoài lấy lên, 300 ngoài lấy lên mình sẽ bao phí ship toàn bộ toàn tỉnh luôn cho anh em nha.
thì mình xin báo cáo trước nha. Thì anh em cứ yên tâm mua, thì từ đây tới Tết và qua Tết thì mình không có bao nữa nha. Thì mình nói chung ra mình cũng như là một cái chi ăn quà cho anh em thôi, chi ăn cho anh em cái dịp Tết này thôi. Những anh em mua đơn hàng bao nhiêu, từ 300 mà ngoài lấy lên mình mới bao phí ship nha. Còn 300 ngàn, đúng 300 ngàn lấy lên thì mình bao phí ship. Còn dưới 300 ngàn, 270, 280 ngàn thì anh em phải chịu tiền phí ship nha. Đó, mình nói đâu ra đó đàng hoàng. Đó. Anh em mà đừng có nói mình nói sao không bao nha. Thì từ 300 ngàn lên thì mình sẽ bao phí ship. Còn bên đây là bo điều tóc nha anh em. Bo điều tóc này là 1.500W nha anh em. Nó 2.000W lần đó, nhưng mà mình nói 1.500W cho anh em, để anh em xài thôi. Đó, một cái bo như vậy là giá 70 ngàn nha. Tại vì anh em tự anh em gắn vô anh em xài. Đó, đây là hai đường điện vô nè. Hai đường điện ra thì nó nằm ở trên gần cái nút dặn ha. Dễ, hai đường điện ra nè. Hai ngõ vô nè, hai ngõ ra nè. Đó là anh em xài ha. Một cái bo gì giá 70 ngàn nha. Đó, anh em mua ít thì anh em phải chịu tiền phí ship nha. Còn đây là điều tóc cho máy khoan máy mài nghe anh em. Điều tóc, ngay cả điều tóc cho nồi cơm điện nha. Cuộc mâm nồi cơm điện, mâm nồi cơm điện bằng nhôm mình đó. Mâm nồi cơm điện lượng nước 8-2. Thì anh em cứ điều tóc nhiệt nóng của nó bình thường. Còn điều tóc cái khác là điều tóc bô tưa là không được nha anh em. Cái này là điều tóc để cho động cơ chỗ than ha, hoặc là điều tóc cho nồi cơm điện. Chế bếp đồ thì được ha. Dây ma xoa thì được, chứ còn anh em mà chế điều tóc cho motor máy quạt là không được nha anh em. Mình nói trước, điều tóc 223.000W. Này là cũng như mình ghim vô điện 220 đúng không? Là ngõ này là 220 nè, mình để 220 nè. Điện 220W để điều tóc cho máy mình xài 220 là 3.000W. 3.000W là anh em xài cái động cơ nào nó từ 3.000W đảo lại máy cắt bàn, máy gì đó không cần biết. Là từ giá dưới 3.000W thì anh em cứ xài, tới 3.000W thì anh em cứ xài ha. Điểm máy các bạn mình có 700 mấy chục W à, anh em xài thoải mái đó. Một cái như vậy là 300 ngàn đó, anh em mua cái điều tóc như gì là 3.000W, 300 ngàn là mình được bao phí ship rồi đó, đó thấy không. Còn điều tóc 110 đó, 110 mình ghim 220 nè, mình ghim vô 220 nè. Nó ra để mình xài cái máy khoan nghĩa địa mình đó, máy khoan máy mài nghĩa địa mình đó là 110 đó, là 3.000W. Mình thừa xài cho mấy cái máy khoan máy mài máy đồ linh kiện là điện 110 nha, là một cái 3.000W, 300 ngàn. 220 3.000W, 300 ngàn, 110 3.000W, 300 ngàn. Còn cái này là 180 ngàn nha anh em. Điều tóc 1.500W chứ không phải 1.000W nha, tại vì mình không có cái bảng hiệu 1.500W mình dán. Điều tóc 220 1.000W, mình để 1.000W đi, là giá 180 ngàn. Dây 2m hết trơn đồng bộ đó, cái nào cũng dây 2m trơn nha. Một cộng dây nguồn ghim là 2m nha anh em. Đó, đây dây nguồn ghim thì nó có 2m rồi nha, 180 ngàn. Còn cái 3.000W thì nó 300 ngàn nha. 3.000W, 110 hay hoặc 220 gì cũng 300 ngàn. Mình nói trước anh em muốn mua bao nhiêu cũng có nha. Đây nè, một thùng đây nè, mình làm ra rồi nè, mình làm một đống đây nè. Đó, anh em thấy không, mình chưa có rảnh để mình làm mấy nha, làm mấy ngày trời đó anh em, cực lắm. Mấy cái này làm cực lắm anh em ơi, hàng vô từ chút làm cực lắm đó. Hộp tem đồ móc đồ các loại rồi mình mới dán cái này vô rồi tùm lum hết trơn, chứ đâu phải đơn giản đâu ha. Còn bật đạn cây ca bật đạn cây ca ga băng đó, một cây như vậy là 10 cái nha anh em. Cây ca ga băng một cây như vậy là 10 cái đó, hàng có tem có đóng dấu mộc rồi ha anh em, thấy à, đóng dấu chưa ha. Thì một cây như vậy là giá 120 ngàn anh em. Điện thoại này không có nét không anh em ơi, mình quay mình quơ tới quơ lui á, 120 ngàn cây nha. Cây là 10 cái nha, để chế quạt 6-8 nha anh em. Còn sơ mi nhôm, sơ mi cao su, sơ mi nhôm thì giá 100 ngàn một chục nha, sơ mi để chế quạt. Còn sơ mi cao su thì giá 80 ngàn chục, mình không có lấy xuống. Còn máy sạc bình này 12V, sạc từ 12V cho đến 12V 4-5A. Đây nét anh em, 12V 4A cho tới 100A. Một cái máy như vậy là giá 250 ngàn anh em. Anh em ở vùng sâu vùng xa là khỏi ngại mà đem cái bình mình đi sạc nữa. Anh em sạc cái bình từ bình xe, bình 12, bình xe Honda, bình kẹp xài đèn, bình bự, bình 12 bự và bình xe tải luôn anh em, là tới 100A là anh em cứ sạc thoải mái, kẹp vô là sạc nha anh em. Đó,
anh em kẹp đúng chiều, kẹp và ghim điện vô 220 là sạc nha anh em. Một cái như vậy là 250k, 250k là mình chưa bao phí ship nha anh em. Mình không có bao phí ship được cho anh em nha. Còn anh em nào mua đơn hàng từ 300.000 mình mới bao phí ship nha. Máy sạc bình là mình chưa bao được phí ship nha. Mình nói trước. Còn bên đây là bộ đế ấm siêu tốc nha anh em, bộ đế ấm siêu tốc. Để mình lấy cho anh em xem. Một bộ như vậy là giá 15.000 một bộ nha anh em. Anh em mua bao nhiêu cũng có nha. Một bộ là đế trên đế dưới nè, thay cho các loại ấm siêu tốc. Đó, ấm siêu tốc mình thay cái đế để gác đó. Là cái ấm mình dỡ ra đó, mình gác đó là cái ở dưới đít đó là hai cái này nè, 15.000 bộ, 150.000 chục. Còn công tắc ấm siêu tốc là 70.000 một chục nha anh em. Nhiều lắm anh em muốn mua bao nhiêu cũng có nha, hàng bên đây mình rất là nhiều luôn anh em. Đây, công tắc ấm siêu tốc 70.000 chục. Đó. Nấu chín nó tự nhảy anh em, cái này là công tắc tự động của nó đó, 70.000 chục, cái 7.000. Đó. Anh em nào muốn mua thì nhanh tay lên ha. Rồi kế tiếp á. Điếu này là 28.000 điếu Nagin nha anh em. Đó. IC thì giá 80. Còn sứ thì giá 30 nha anh em. Đây sứ mini. Sứ mini là giá 30.000 một chục. 30.000 một chục sứ kim vàng nha anh em. Đó. 30.000 một chục. Thì mình kêu những cái món hàng bên quạt thì anh em thợ cũng biết rồi ha. Quạt bếp ga rồi anh em sơ sơ anh em cũng biết rồi. Rồi đây là điếu đồng. Điếu đồng. Điếu đồng hồi nãy là mình bán mình giao ổ đó. Ổ đó mình xài cho điếu đồng mà, và điếu hồng ngoại vẫn được luôn nha anh em. Ổ đơn. Một điếu như gì và miếng đồng luôn anh em. Một điếu đồng gì là giá 50.000, điếu và đồng gì luôn là giá 50.000 để anh em tự hai bếp lớn ở nhà anh em xài. Đó, anh em nhà có bếp cái điếu như gì là anh em cứ mua là ngay bon, không khác gì hết. Một điếu mình tặng một cái bát nha anh em. Một điếu mình tặng một cái bát nha. Một điếu là mình tặng một cái bát này để anh em về anh em thay vô mà nó điếu bát ở nhà mà nó có bị mục á. Anh em bắn ốc vô ha. Nè, một cái bát như gì ha. Anh em gắn vô gì anh em lấy kìm anh em bẻ ngang cái là nó gài lại ha. Bẻ cái miếng sắt này nè, bẻ ngang cái gài lại ha. Điếu đồng, một điếu là 50.000 anh em, anh em mua hai thay hai bên thì 100.000. Còn điếu hồng ngoại ít ăn ga. Điếu hồng ngoại đen tay thở nha, nó cũng thay cho loại điếu này được bình thường. Ví dụ như anh em xài điếu đồng đón đồng gì đó, anh em cứ thay điếu hồng ngoại này vô thì cái cục hồng ngoại này nó sẽ đỏ lên như cục than vậy đó. Khi anh em nấu lên nửa ga là nó nóng nó đỏ lên ha. Là anh em hạ ga xuống là nó tăng ga, nhờ cái nhiệt nóng này nó cao nên mình xài ít tăng ga, mình xài có nửa ga hà. Đó, một điếu như vậy là giá 45.000 cũng tặng bát luôn nha anh em. Đó, chỉ có ổ là 50.000, điếu đồng là 50.000 ha. Còn bên đây mình giới thiệu thêm một ít đồ. Dây quạt 3 mét thường. Dây quạt 3 mét thường nha anh em, mình nói chung ra mình để trong cho này. Dây quạt 3 mét thường. Giá 90.000 một chục cộng. Ha. Motor đảo. Motor đảo điện một chục giá 230.000. Bát sắt đảo điện một chục giá 101. Nhông quạt B3 B4 là một loại nhông đó anh em, là một chục là giá 101. Đó. Nhông quạt B5 một chục giá 200. K3 2mi một chục giá 70.000. K3 2.5mi một chục giá 80.000. K3 3mi một chục giá 100.000. K3 1.5mi 1.5mi nha anh em. K3 1.5mi là một chục 90.000. K3 4mi một chục 120.000. Anh em chú ý cái mình giới thiệu mình nói nha anh em. Ốp bạc đạn thì một bộ giá 55.000, ép sẵn bạc đạn luôn nha anh em. Nó nằm trong đây nè, mình không có lấy ra nè, chứ không phải mình không có nha. Đây là một đống đây nè, cạo anh em, tại vì nói chung là mình làm biến lấy ra nè, ốp bạc đạn nè. Một bộ như vậy là giá 55.000 anh em, ốp nếp bạc đạn sẵn anh em chế quạt đó. Đó, hồi nãy mình giới thiệu sơ mi đó. Sơ mi nhôm đó là cái này nè, đó, ép ra một bộ như vậy nè. Trước sau gì nè ha. Là anh em về anh em tự anh em thay vô quạt B3, B4, B5 là một loại ốp này, quạt treo, quạt đứng, quạt bàn cũng là một loại ốp này nha. Anh em về khỏi cái ốp nhà ra anh em thay vô là ebon nha. Một bộ như vậy nếp sẵn bạc đạn luôn vậy nè, bộ gì nè. Là giá 55k, 55.000. Anh em mua thì anh em phải chịu tiền phí ship. Anh em mua trên 300.000 thì mình phải bao phí ship cho anh em. Còn bộ ốp bạc thao này, một bộ ốp bạc thao nghe là giá 25.000, không có cái hộp nhông này nghe anh em. Ốp nó cũng y gan vậy đó, mà bộ ốp bạc thao, ép bạc thao gì là 25.000 bộ ha. Còn mỏ hàng chì thì mỏ hàng 60W.
thì giá 55.000, còn mỏ hàng chị hàng có nhựa thông thì một cuộn 100 gram có tặng cục nhựa thông là 80.000, còn cuộn chì 100 gram không có tặng nhựa thông, cuộn chì dẹp đó là 70.000. Còn nút bấm số 4, nút bấm số 4 quạt anh em, đây nè, nút bấm số 4 số 5 đây nè, mình không có lấy ra nghe anh em. Nút bấm số 5 thì một chục 101 nha. Đó, 5 nút đó, 4 nút đó thì 4 nút thì chục giá 90. Đó. Tại vì mấy cái nút bấm này nó lên, còn nút công tắc treo, công tắc đảo và công tắc số đứng thì đồng giá chục 70. Cổ quạt cũng chục giá 70, cổ treo cổ bàn ha. Motor đảo thì chục giá 230. Còn gù đảo thì chục giá 30. Bông mai thì chục 15.000. Đó. Con chở đèn nhang. Đây, con chở đèn nhang. Một bịch một chục con đèn nhang và một chục con cản 220 nha, con cản điện chở 220 kg. Thì một bịch như vậy là giá 20.000 một chục con. Một chục con đèn và một chục con chở. Đĩ dầu một bịch 5.000. Đó. Cốt bạc quạt B4. Cốt bạc lỗ B4. Một bộ cốt bạc lỗ là giá 10.000. Một chục bộ giá 100.000. Đó. Cốt bạc B5 là một chục bộ giá 101.000. Nói chung ra là mình bán nó có giá từ nào giờ anh em cũng biết rồi ha. Mình quảng cáo sơ sơ thôi. Thì chỉ có một cái là mình báo cho anh em biết trước á, là đơn hàng từ 300 lấy lên thì đây tới Tết mình sẽ bao phí ship cho anh em hoàn toàn. Để mình chờ theo gì mình tặng quà cho anh em này nọ mất công ha. Nhưng mà mình không có tặng quà, không có mua quà tặng, mình không biết mua gì mình tặng cho anh em bây giờ. Tết nhất không lẽ mình đi tặng mấy cái bao lì xì hay hoặc là tặng cái gì ha. Hai bánh kẹo này nọ. Mất công quá lùm cầm, nhiều khi đi nó đì hàng lại rồi nó sẽ bị hư của anh em nữa, mất công lắm. Thôi giờ mình bao phí ship cho anh em đi cho chắc ăn, để anh em khỏi tốn tiền phí ship trong dịp Tết này, anh em mua hàng chứa rồi ha. Còn dây 3 mét này thì 32.000 cộng anh em. Còn dây 4 mét đó, dây 4 mét rưỡi á thì giá 65.000 cộng anh em. Để mình lấy cho anh em xem. Đây, dây 4 mét rưỡi thì 65.000 cộng nha anh em. Đó, 4 mét rưỡi nha, dài 4 mét rưỡi nha. Còn dây 5 mét nha, một cộng dây 5 mét thì 75.000. Đó. Còn ở đây mình bán mình lấy đây. Đây. Mình lấy cái mình vào hàng đây. Lấy về nhóc một bọc trên kìa. Motor hoạt bình 12V ha, có đầu cốt sẵn nè, đầu cốt trước sau chạy nhông nè. Một cái motor về giá 55.000 anh em. Motor hoạt bình 12V. 12V anh em. Motor 12V hoạt bình. Đó. 55.000. Hộp cabuxi để mình lấy ra cho anh em xem bây giờ nó nằm ở trong đây một đống này. Nói chung ra là nhiều lắm anh em, mấy trăm hộp lần chứ không phải một hộp đâu anh em, tại mình chứa nghe. Đây dịch hộp một thùng ở trên đó, một thùng đó là cả trăm mấy chục hộp anh em. Đây nè anh em, mình xé ra nè anh em. Đó, mình chứa nè, một thùng trên đây nè, đó thùng đây nè, thùng dưới đây nè. Đó, dứt hộp cabuxi ha. Hàng này là hàng Nhật nên mình chứa nhiều, mình lấy lượng lớn về lấy đợt trước nha anh em. Đó, một bộ dứt hộp như vậy, cây nhỏ nha anh em, nó nhỏ hơn cái đầu đũa ăn mình một chút nha, nhưng mà nó rất là êm nha anh em, nó rất là chuẩn anh em xài dặn những cái món đồ nhỏ nha. Dứt nó có bông mai lớn nhỏ, có hai ke nè, đó không nè, có hai ke nè, 3 ke luôn và 4 ke luôn nha anh em. 3 ke thật sự, 4 ke luôn nha. Lục giác, tam giác, đồ đầy đủ. 2, 4, 6 cây. Một hộp như vậy là giá 80.000 nha. Hộp giúp bằng mũ nha anh em. Cái hộp bằng mũ rất là chắc chắn nha anh em. Đó, rất là chắc chắn. Đó, gài vô vậy nè ha. Đó, một hộp giá 80, cái chất liệu kim của cái dít này nó rất là cứng nha anh em. Nói chung ra dắt vô đây là nó dính rồi, nhưng mà tại vì mình chia một miếng mốp ở đây là cho đừng được cái sụt sịch đó anh em. Mình đè xuống để cho nó cứng luôn, chắc luôn, đừng có sụt sịch. Để khi nhiều khi tải hàng nó rớt qua rớt lại á. Đó, đậy lại. Đó, một hộp giá 80 nha, hộp thì tương đối chắc chắn cái hộp nha anh em, 80.000. Còn bộ đây là bo điều khiển từ xa, đầu mót tiếng Việt nha anh em. Một bộ như vậy là giá 65.000 bộ nha. Bo và đầu mót luôn nha anh em. Đó, bo mạch và đầu mót luôn. Đó.
tàu mót chữ bằng tiếng Việt nha. Đó, một bộ giá 65.000 anh em, nhanh tay nghe anh em, mình còn đây tới mấy chục bộ luôn nha. Thì chung ra thì mình hổng gầy, mình bán nó cũng trung bình, nhưng mà mình cái này còn mấy chục bộ nữa giảm giảm mình mới đặt hàng nha anh em, tranh thủ Tết nha anh em. Rồi thôi, mình chỉ giới thiệu với anh em hôm nay, tại vì mình làm ra mấy cái điều tóc mà hổng gầy làm mấy điều tóc mới rồi, nên mình giới thiệu cho anh em mấy điều tóc 3.000W. Cái này mình không có làm 1.000W nha, 110 mình không có làm 1.000W nha anh em, 110 mình làm 3.000W ha. 1.000W thì ít bữa mình sẽ làm ra 110 3.000W thì giá 300.000, 220 3.000W giá 300.000, còn 220 1.000W thì giá 180.000. Đây, 1.000W thì giá 180.000 ha. Là anh em mua 220 thì là anh em xài đồ 220 đó nghe, còn anh em mua 110 thì là kim điện 220, nhưng mà anh em xài ra ngõ 110. Nó rõ cho anh em biết. Đây mình có gói hàng cho khách nè, tùm lum hết trơn, thấy không? Đó. Đây nữa nè. Nói chung ra là đây là máy sạc bình nè anh em, đó khách mua nè, thấy không? Đó, mình sẽ gửi hàng cho khách. Nói chung ra là đồ đâu đó mình gói rất là kỹ luôn anh em, thấy không? Cái máy sạc bình mình gói mút rất là dày luôn nè, thấy không? Đó, để hàng dễ dở, chống sốc rất là cao, mình gói kỹ lưỡng một món hàng, một đơn hàng anh em mình gói. Anh em mua hàng bên mình là yên tâm cái vụ gói hàng đi ha. Mình báo cáo với anh em là kéo cộng lực bên mình hết rồi nghe, chỉ có kìm cộng lực thôi nha. Kìm cộng lực 120.000 cây, kìm Nhật nha anh em. Kabushi Nhật nha anh em. Đây. Kìm Kabushi, kìm Nhật ra băng nha anh em. Nhật đàng hoàng nha. Rất là chất lượng nha. Anh em bảo đảm anh em mà cắn mấy cái cộng cái từ căm xe đạp, căm xe Honda rồi ha. Là bao anh em luôn nghe, cắn một cái bụp là rất là nhẹ mà không có díu đến mỏ kìm nha, rất là chất lượng nha. Mình nên mua một cây dừa tay gì để mình xài nha anh em, để dành xài nha. Chính bản thân của mình bán đây, mình còn chừa một cây để mình xài nè, thấy không? Đó, anh em thấy không, đồ ở đâu đó đàng hoàng. Mình bán ở đây cái nào tốt mình nó tốt ha. Còn kéo thuốc dây, kìm thuốc dây thì giá 90.000 nha anh em. Rồi thôi, chào anh em nha, hẹn gặp lại anh em tiếp sau nha. Bên đây thì nói chung ra mình bán phá lồng nhôm đồ đầy đủ nha. Phá lồng nhôm thì 70.000 chục ha, hôm nay mình không quên lấy ra. Đây, 70.000 chục. Còn rút 2 tắc với rút 1 tắc rưỡi nha, có đầy đủ ha. Để chung ra đồ nhiều lắm, nhưng mà mình không có quảng cáo, không có nhớ anh em ơi. Trong lúc mình quảng cáo mình không nhớ, nhưng mà mấy cái đầu khè thì mình còn nhiều nha anh em. Mỗi cái tới mấy thứ mới tới mấy chục cái là nghe nè, hàng lúc nào cũng tranh thủ có cho anh em ha. Đó, xúc khè ra, đầu khè ra, đầu khè ra bằng thao thì cái kia nha 70 nha, còn cái này là 101 nha, đầu khè ra trắng là 101 nha. Rồi thôi, chào tạm biệt anh em nha, nhớ nha anh em, Tết nhất thì nói chung ra là anh em mua đơn hàng 300 ngoài lấy lên thì mình sẽ bao phí ship nha. Bên đây là mình bán đồ điện, sửa quạt và các món linh kiện, chẳng hạn như là máy sạc bình hay này nọ ha, và quạt nồi cơm điện bếp ga. Thì cũng nồi cơm điện cũng vậy nha anh em, núm nắp nồi cơm điện thì giá 10 thì giá 140 nha anh em. Thì núm nắp mình có nhiều nha anh em, núm nắp nồi cơm mình có nhiều nha. Anh em muốn mua cái nào có hết, tại mình không lấy xuống thôi. Đó, cái gì mình cũng có hết trơn anh em. Đây, một đống này nè, thấy không? Đó, nhông này là 140.000 chục nè. Đó, núm nắp nồi cơm là 10 giá 140 nha anh em. Đó, chung ra đây cái gì mình cũng có cho, tại mình cũng lấy xuống thôi. Núm nắp inox nha anh em. Đó, anh em lấy một dây thì nó ra 12 cái nha anh em, còn ví dụ như 10 cái thì lấy 10 cái đó. Còn công tắc nồi cơm thì chục giá 80 nha. Thôi chào tạm biệt các bạn nha, hẹn lại gặp lại các bạn lúc sau nha. Còn ống gen công nghiệp chống cháy của mình nhiều lắm nha anh em, một chục cộng giá 60.000 nha, một chục cộng giá 60.000, một mét lần nha anh em, mét cộng nha. Đó, ống gen công nghiệp là tốt nhất nha anh em, ống gen hai da đó. Rồi thôi, chào tạm biệt các bạn nha, anh em nào mua hàng thì liên hệ với mình ha, được miễn phí ship dịp Tết nha, từ 300.000 lấy lên nha. Rồi, chào tạm biệt các bạn.